Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng trong 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến mực nước nhiều sông và hồ chứa vượt mức cảnh báo. Lũ lụt xảy ra ở Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tây và các nơi khác, nhấn chìm một số lượng lớn đất canh tác và nhà cửa. Người dân cũng bị bao vây và chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, do lượng mưa lớn liên tục, mực nước của một số sông và hồ chứa ở quận Kuyang, Thiểu Quan, Quảng Đông đã lên nhanh chóng. Làng Jian Mahua đã bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Yang, một người dân ở huyện Kuyang, tiết lộ rằng không có cảnh báo nào về việc xả lũ từ hồ chứa trên thượng nguồn. Bà thấy rằng làng Nhan Hua ở phía đối diện bị ngập và thiệt hại nặng nề. Bà Yang cho biết hôm qua tầng 1 đã bị ngập, không nói ở đây mưa to, chính đỉnh lũ phía trên đã vượt qua biên giới và lao xuống từ thượng nguồn. Nước hiện đã rút đi và đang phục hồi. Theo nguồn tin chính thức cho biết, tính đến 7 giờ sáng nay, mực nước của 23 hồ chứa lớn và vừa ở tỉnh Chiết Giang đã vượt giới hạn mùa lũ. Lũ lụt trên báo động đang xảy ra ở thượng nguồn sông Tiền Đường và mực nước của nhiều con sông ở thành phố Lan Tây dâng lên nhanh chóng. Công dân Lang Si tiết lộ rằng việc xả lũ từ hồ chứa sẽ không thông báo cho người dân thường. Theo báo cáo, trong những ngày qua, lượng mưa lớn đã xảy ra ở hầu hết các khu vực của Giang Tây và nhiều nơi như Shangrao và Yangju đã bị ảnh hưởng. Tại thị trấn Hang Phang, quận Yangxian, thành phố Gansu, mưa xối xả gây ra lũ quét làm ngập một lượng lớn đất nông nghiệp, làm tắc nghẽn giao thông và thị trấn đã phải di chuyển gần 1.000 người. Các phóng viên không thể đến được làng Changyang, thị trấn Hang Phang, nơi bị lũ lụt bao vây. Cô Liu, một công dân của Shangrao, Giang Tây nói, cách đây 2 ngày trời mưa rất to, tôi nghe anh trai nói rằng có những chỗ ngập lụt trên đường, tôi ở nhà và không bao giờ đi ra ngoài. Thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc thường xuyên xảy ra bão nghiêm trọng, mưa đá, lũ lụt và lở đất. Có những sự xuất hiện đột ngột từ khắp Trung Quốc, vừa qua thời tiết hiếm có ập đến Thẩm Dương, bất ngờ có mưa lớn, mưa đá và gió giật cấp 13, cư dân mạng thốt lên rằng nó quá đáng sợ. Tại Sơn Đông, Tứ Xuyên và những nơi khác, mưa lớn đã gây ra thảm họa, một số đoạn đường bị sập. Vừa qua, một trận mưa lớn bất ngờ ở Rensu, Tứ Xuyên và một trận lở đất đã xảy ra tại đèn giao thông Hắc Long Giang trên quốc lộ 351. Camera hành trình đã ghi lại khoảnh khắc đáng sợ của vụ sập. Đoạn video cho thấy kính chắn gió của một chiếc ô tô ngay lập tức dính đầy bùn đất, tài xế la hét. Chính quyền địa phương cho biết không có thương vong tại hiện trường. Sau khi sự cố xảy ra, công tác kiểm soát giao thông trên đoạn sạt lở đã được triển khai. Cùng ngày tại Trung Khánh, nhiều nơi mưa lớn, một số tuyến đường bị ngập nặng. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy một chiếc ô tô ngập trong nước, hành khách lội nước sâu đến thắt lưng trước khi xuống xe thoát thân. Vào tối qua, thời tiết cực đoan hiếm gặp đã ập đến Thẩm Dương, Liêu Ninh. Mưa lớn bất chợt kèm theo mưa đá, sấm chớp và gió giật mạnh. Sức gió giật cao nhất lên tới cấp 13, cư dân mạng cảm thán thật đáng sợ. Đoạn video cho thấy sau khi bùng nổ sấm sét, bầu trời tối tăm ngay lập tức được chiếu sáng bởi tia sét, đồng thời mưa như chút nước kèm theo cơn mưa lớn, mưa đá rơi dày đặc, phát ra tiếng nổ tanh tách. Chiều qua tại Thanh Đảo, Sơn Đông đã xảy ra một trận mưa bất ngờ, các tuyến đường trong thành phố tích nước, nước nhiều nơi ngập đến thắt lưng. Video cho thấy nhiều ô tô nổi trên mặt nước. Còn tại Quảng Đông, nước lũ hoành hành hơn một tuần nay đã bắt đầu rút bớt, nhưng nước vẫn còn ở những vùng trũng thấp. Theo một đoạn video được cư dân mạng đăng tải, lũ lụt ở Jingde, Quảng Đông vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống và rác thải nổi lềnh bềnh. Ở Qingyuan, Quảng Đông, lũ lụt đã rút đi để lại những đống đổ nát. Một con lợn chết đuối vẫn bị treo cổ trên đường dây cao thế. Cùng ngày, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo màu xanh lam của mưa lớn, có nguy cơ xảy ra lũ lụt, lốc xoáy, núi và thảm họa địa chất. Đồng thời, Thượng Hải tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng. Tại Sơn Đông, những trận mưa lớn ở Thanh Đảo, Tế Ninh, Nhật Chiếu, Duy Phường và những nơi khác ở Sơn Đông thậm chí còn phá vỡ di tích có giá trị lịch sử.
ngập nặng cục bộ, nước lũ cuồn cuộn chảy xiết, ô tô ngập trong nước. Có những đoạn video cho thấy cảnh chiếc xe buýt chạy trong lũ, lái như một chiếc thuyền. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông đất liền, trong 2 ngày vừa qua, mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở Tây Ninh, Jiaozhuang, Rinjiao, Weifang và những nơi khác ở Sơn Đông, với lượng mưa là 250-371,5mm. Trong ngày hôm qua, ở Nam Sơn Đông vẫn sẽ có mưa lớn, cần đề phòng thiên tai cấp 2. Các khu vực phía Đông và Nam của Sơn Đông sẽ có dông, gió giật mạnh từ cấp 11 trở lên hoặc mưa đá. Trước đó, đã có lượng mưa ở tỉnh Sơn Đông và lượng mưa trung bình ở Nhật Chiếu, Tế Ninh, Zhuanghao, Thanh Đảo, Lâm Nghi và Thái An đều vượt quá 100mm. Trong số các trạm khí tượng có tổng số 26 trạm và lượng mưa trên 250mm và 80 trạm có lượng mưa từ 200mm đến 250mm. Lượng mưa lớn nhất đều ở Tế Ninh, đó là Jining Yocheng Goli là 384,3mm, Jining Wenshan Yukao là 360mm và Jining Wenshan Mapo là 347,5mm. Lượng mưa ở Weifang Gaomi, Jining Wenshan, Qingdao Jimo, Laoshan và Jianyaoyu đều đã phá vỡ di tích giá trị lịch sử vào tháng này. Tính đến 11 giờ ngày hôm kia, sau trận mưa lớn ở Weichan, Yaocheng và những nơi khác ở thành phố Tế Ninh, hơn 160 người mắc kẹt đã được chuyển khẩn cấp đến đó. Trước đó, tại khu vực Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã xảy ra tình trạng tích nước nghiêm trọng. Một người đàn ông bị mắc kẹt trong nước đến thắt lưng, anh này cầm tấm bia đá ở lối vào làng để cầu cứu. Một đoạn video khác cho thấy nước ở Thanh Đảo nghiêm trọng, đường xá là sông, ô tô ngập trong nước. Xe buýt vẫn chạy nhưng lái xe giống như lái thuyền. Chiếc xe buýt đi với tia nước khó chịu tạt thẳng vào những chiếc xe phía trước và phần đuôi của một số chiếc xe bị cuốn trôi. Một cư dân mạng ở Sơn Đông đã để lại lời nhắn: vấn đề ngập úng ở các thành phố trên cả nước ngày càng nổi cộm và trở thành vấn nạn gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Mạng lưới đường ống dẫn nước mưa là một công trình ngầm không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhiều thành phố không để ý đến, nên tiến hành trước mùa mưa bão hàng năm không gián đoạn xây dựng mạng lưới đường ống đô thị quốc gia, nạo vét công tác điều tra. Tổng cục Quốc phòng nên cử đoàn kiểm tra đi tới cấp cơ sở, kiểm tra lẫn nhau ở nhiều nơi, tìm hiểu tình hình thực tế, lắng nghe dư luận, mở rộng, truy cập trực tiếp hơn vào hệ thống mạng báo cáo của Tổng cục Quốc phòng. Tại miền Nam Trung Quốc, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa xối xả. Tính đến nay, 85 con sông trên cả nước đã ngập vượt mức cảnh báo. Các nhà chức trách địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang tiến hành xả lũ từ các hồ chứa mà không có cảnh báo trước, làm trầm trọng thêm thảm họa. Kể từ đầu tuần, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực thành thị Thiểu Quan, Quảng Đông. Dự báo chính thức mới nhất cho biết một trận lũ lớn có thể xảy ra trong vòng 50 năm. Bà Wen, một người dân ở Shangwan cho biết, cửa hàng của chúng tôi đã bị ngập nước từ đêm hôm qua, thoát nước không kịp, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và nước dâng cao. Các con đường ở đây đều bị ngập, đường xá mọi nơi đều bị phong tỏa. Vào ban đêm, nước có thể không rút được vì phải xả lũ từ Ly Trang. Một số cư dân mạng gửi tin nhắn nói rằng ở Jingde, Quanyang, Quảng Đông, hơn một nửa tầng 2 của ngôi nhà trong làng đã bị ngập lụt, lớn hơn trận lụt năm 1994. Người dân Jingde tiết lộ rằng lũ lụt ở thượng nguồn Thiều Quang đã gây ra lũ lụt ở các khu vực đô thị và thị trấn của Jingde. Bà Wang, một cư dân ở Jingde cho hay nó tiếp tục xả lũ Shao Wang và nó đã đến Jingde. Mọi đường phố đều bị ngập và sau đó có mưa lớn mỗi ngày và đê điều khiến lũ lụt vượt quá mức cảnh báo. Nó đã bị ngập lụt và đây là năm lũ lụt lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Nhiều nơi ở Gwangju, Chiết Giang đã xảy ra lũ lụt. Video trên mạng cho thấy đường xá bị ngập, một số ô tô bị ngâm nước, hai người bị lũ cuốn trôi, hiện chưa rõ tính mạng. Bà Yang, một người dân ở thành phố Giang Sơn, Gwangju cho biết, hôm qua ở đây mưa rất to, có lẽ việc thoát nước của chúng tôi không tốt nên một số chỗ bị tích nước nên ô tô sẽ ngâm ở đó. Hồ chứa xả lũ nên mực nước là tương đối lớn. Theo cư dân mạng, hồ chứa Yushan Kiyi ở Shangrao, Giang Tây xả lũ lúc 7 giờ, khiến toàn bộ thành phố ở hạ lưu bị ngập lụt. Dư luận phẫn nộ chỉ trích đây là thảm họa do con người tạo ra. Thị trấn Shashi, huyện Shiyo, Shangrao cũng bị lũ nhấn chìm, điện nước bị cắt, người dân không thể kêu cứu. Gần đây, mưa bão và lũ lụt ở nhiều nơi ở tỉnh Hồ Nam như Fengguang, Jishu, Jiyang và Changde đều đã phải hứng chịu thảm họa. Gần 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng, ít nhất là 10 người chết, 3 người mất liên lạc, thiệt hại hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt nghiêm trọng ở Hồ Nam.
Văn phòng thông tin chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết, Hồ Nam đã trải qua trận mưa lớn nhất và dài nhất trong năm nay, gây ra nhiều vụ lở đất và sập nhà. Tính đến nay, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến 1.794.500 người ở tỉnh Hồ Nam, 10 người chết và 3 người mất liên lạc do thảm họa, 1.195 ngôi nhà và 2.766 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 4,074 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo cho biết, kể từ mùa lũ năm nay, lượng mưa ở Hồ Nam đã tăng hơn 20% so với các năm trước, đặc biệt lượng mưa này tăng gấp đôi so với các năm về cường độ, thời gian và khu vực trồng lấn gần như đã lan đến Hồ Nam. Trên toàn lãnh thổ, cường độ mưa ở nhiều điểm đã vượt quá hoặc gần với mức cực đoan lịch sử. Lượng mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một số lượng lớn cơ sở hạ tầng công nghiệp và nông nghiệp ở Hồ Nam. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của tỉnh là 1.442.400 mẫu, trong đó 505.900 mẫu bị thiệt hại và 124.600 mẫu bị mất trắng. Nhiều đoạn đường cao tốc, quốc lộ, thông thường trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, tắc nghẽn, thiết bị phân phối điện tử một số khu vực bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khoảng 9.100 trạm và 560.000 người. Cùng với đó, lượng mưa lớn đã làm hai hồ tràn qua đập, 22 khu đô thị bị ngập úng, 3.571 ngôi nhà ở nông thôn bị hư hỏng. Lũ lụt ở nhiều nơi ở Hồ Nam không được báo chí đưa tin. Đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy, vào lễ hội Thuyền Rồng, Hồ Nam đã đưa ra một loạt cảnh báo màu cam về mưa bão, cảnh báo rủi ro khí tượng đối với lốc xoáy vùng núi và cảnh báo rủi ro khí tượng đối với thảm họa địa chất. Mưa lớn và mưa rất lớn đã xảy ra ở Trường Sa, Thiệu Dương, Nhạc Dương, Nam Trường Đức, Trương Gia Giới, Di Giang, Hoài Hoa, Lưu Di và một phần phía Tây Hồ Nam. Có lũ lụt ở nhiều nơi và thiên tai lần lượt xảy ra ở các thành phố và làng mạc. Trong số đó, một thảm họa đã xảy ra ở thành phố Di Giang, tỉnh Hồ Nam với những ngôi nhà và đất nông nghiệp bị ngập lụt, đường biến thành sông và sóng gió. Cầu Shangan ở thị trấn Changdeji bị nhiễu loạn và ngập vào tầng 1 của các tòa nhà dân cư. Một gian hàng ven đường ở huyện An Hoa bị cuốn trôi và ô tô lăn trong nước. Miền Nam Trung Quốc mưa lớn vẫn tiếp tục, theo thông tin được Weibo Thời tiết Trung Quốc đưa tin. Tại miền Nam Trung Quốc vẫn sẽ có mưa liên tục trong vài ngày tới. Dự báo trong ngày hôm nay vẫn sẽ có mưa to đến rất to ở các khu vực Phúc Kiến, hầu hết Quảng Đông, Đông và Nam Giang Tây, Nam Chiết Giang, Nam và Tây Quảng Tây, hầu hết Quý Châu, Đông Vân Nam và Đông Nam Tây Tạng. Trong số đó, vùng ven biển phía Đông Nam Quảng Đông có nơi mưa to đến rất to. Từ nay đến cuối tuần sẽ có mưa to đến rất to ở Nam Hồ Nam, Trung và Nam Giang Tây, Nam Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông, Đông Vân Nam và các nơi khác. Có nơi mưa to cục bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Trung Quốc, phía Đông Hoàng Hoài và các nơi khác sẽ có mưa nhỏ. Có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Theo bản tin, những vùng trồng lấn của lượng mưa lớn vừa qua có thể gây ra các thảm họa như sạt lở đất, lốc xoáy trên núi, lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, ngập úng thành thị và nông thôn. Cư dân mạng nói, cầu mong là bình an vô sự, ở đâu cũng có mưa và mưa. Mấy hôm trước tôi có xem chương trình truyền hình trực tiếp của Jiangxi, lũ lụt kinh khủng quá. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.